Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay thì chắc là quý vị đã thấy nhiều sự việc xảy ra ở khắp nơi, ngay cả từ North Korean rồi cho đến ở tại Charlottesville. Mọi sự kiện liên tục xảy ra trong đời sống của những người công dân Hoa Kỳ của chúng ta. Nhưng hôm nay thì quý vị cho chúng tôi trở lại một trong những cái sự kiện mà cộng đồng người Việt chúng ta cũng biết đến rất nhiều, và có thể nói chúng ta cũng tự hào về những người này. Kính thưa quý vị, đó là những quân nhân người Mỹ gốc Việt chúng ta hiện nay đang phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ. Và người khách mời của chúng tôi hôm nay, kính thưa quý vị, đó là Đại úy Lục Kinh Quân Hiền Đâm. Lido Sài Gòn TV, chúng tôi cũng giống như mỗi tuần một vấn đề, xin được trân trọng gửi lời chào đến Đại úy cùng với chương trình của chúng tôi hôm nay, thưa Đại úy. Dạ, chào anh Đoàn Trọng, chào quý vị khán giả của Đài Lido Sài Gòn TV. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói rằng chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu cái thảm cảnh, bao nhiêu người đã hy sinh. Chắc quý vị cũng biết cách đây mấy ngày thì có một chiếc OV-22, trong đó có 3 quân nhân thủy quân lục chiến của chúng ta đã rơi xuống biển Australia, họ đã hy sinh tính mạng. Bao nhiêu người đã nằm xuống qua những cái trận chiến tại Afghanistan, tại Iraq, cũng giống như ở những cái nơi mà có thể nói có dấu chân của quân đội Hoa Kỳ đến. Và chúng ta có thể nói cũng rất trân trọng, quý mến và chúng ta biết ơn những người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Họ là những thanh niên thuộc thế hệ thứ hai nối tiếp cha ông đến đây để phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ. Một lần nữa xin Đại úy Hiền cho Lido Sài Gòn TV chúng tôi trân trọng gửi lời chào và có thể nói với những cái sự hạnh diện của quý vị đối với chúng tôi tại địa phương này. Cảm ơn anh. Vâng. Thế hôm nay thì Đại úy chia sẻ với chúng tôi, trước tiên Đại úy có thể nói những cái gì về quá khứ của Đại úy, từ đâu đến, đến Hoa Kỳ lúc nào, thưa Đại úy? Dạ, em sinh đẻ ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu. Nhưng mà gốc gác thì ba má thì ở miền Tây, Long Xuyên. Ba hồi xưa là nhiệm chức cảnh sát ở Vũng Tàu, cho nên gia đình ở đó nhiều năm. Sau này thì định cư ở Mỹ năm 1991 và theo diện bộ lãnh. Thế thì đi cả gia đình với ông cụ luôn hay sao? Dạ, ba hiện thì đi từ năm 75. Lúc mà Vũng Tàu gọi là thất thủ. Rồi xong rồi chị anh chị em sau đó có đi vượt biên thì Hiền và má Hiền đi sao. Thêm một chị nữa đi sao. Như vậy thì Đại úy đến Mỹ lúc mấy tuổi đó? Dạ lúc đó năm 1991 thì Hiền được 16 tuổi. 16 tuổi? Dạ. Hồi đó Đại úy đến Hoa Kỳ này, Đại úy đã biết tiếng Anh nhiều chưa? Biết đầy đủ hết chưa? Dạ không, dạ chắc kinh nghiệm của Hiền cũng giống như kinh nghiệm các anh chị em khác là lúc đó Hiền tiếng Mỹ thì cũng sơ sơ thôi. Không có nhiều, nhưng mà ở Việt Nam thì nó trường hồi xưa bắt học tiếng Nga. Cho nên không có được học tiếng Mỹ. Thì cũng giống như anh chị em khác thì Hiền cũng phải qua chương trình ESL. Rồi cũng phải học, cố gắng học để học nói, học nghe, học viết. Thế đến ngày hôm nay, nếu mà Đại úy không tiện thì cho phép chúng tôi không được có câu trả lời. Đại úy đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ ở US Army. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, Đại úy Dom Hiền là một trong những người hiện nay đang phục vụ trong lục quân của Hoa Kỳ mà chúng ta hay gọi là US Army. Được bao lâu rồi, thưa Đại úy? Dạ, em đi gia nhập từ năm 1998 tới bên này được gần 19 năm. Wow, 19 năm. Dữ vậy sao? 19 năm. Dạ thì lúc đó thì bắt đầu sau trung học, bắt đầu năm đầu đại học là thấy mình cần phải làm tìm một cái adventure gì nó nó excite mình tí xíu. Rồi lúc đó thì chưa có chiến tranh, anh như anh biết là chiến tranh bắt đầu từ năm 2001. Thì lúc đó mình nghĩ chắc mình đi vô chừng 1-2 năm rồi mình kiếm tiền học rồi mình đi về. Nhưng mà sau đó là chiến tranh xảy ra, deploy rồi phục rồi liên tiếp phục vụ trong nước rồi đi deploy ra nước ngoài. Tính tới hôm nay thì thời gian nó trải qua mình không biết nữa. Thế thưa Đại úy, ở bên Việt Nam ngày xưa quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta có những cái trường sĩ quan bộ binh ở Thủ Đức, trường ở trên Võ Bị, trên Đà Lạt, cũng giống như trường ở trường Hạ sĩ quan Đồng Đế, Nha Trang. Thế thì thưa Đại úy vào quân đội thì Đại úy bắt đầu đi học huấn luyện ở đâu? Dạ, em đi em 19 năm thì em bắt đầu từ anh lính trơn học basic training ở trường pháo binh Fort Sill, Oklahoma. Sau đó thì cho đi lính, vừa đi lính vừa đi học thì năm rồi tới
tới năm 1900 năm 2007 thì mới đổi qua ngành sĩ quan. Thì mình thì chắc quý vị cũng biết thì một cái requirement của sĩ quan là mình phải có bằng đại học. Yeah. Rồi mình phải đi qua một cái khóa huấn luyện sĩ quan, rồi khóa huấn luyện chuyên ngành của mình. Yeah. Thì mà hiện hiện phải trở về trường sĩ quan rồi học thêm trường chuyên ngành ở Fort Houston ở Virginia. Oh, oh. Thì trường sĩ quan trường Fort Houston cũng tính ra cũng gần cũng cả năm. Còn cả năm. Dạ. Kính thưa quý vị, đại úy Don Hiền là một trong những vị sĩ quan hiện nay phục vụ tại lữ đoàn 1394 Transportation Brigade, tuy nhiên là lữ đoàn vận tải, và ông ở cương vị là trưởng phòng tư của lữ đoàn. À, chắc quý vị thấy người Việt chúng ta bây giờ cũng làm nhiều cái chức vụ mà có thể nói ngày xưa chúng ta không nghĩ đến khi chúng ta đến định cư tại Hoa Kỳ này. Và đại úy, cái ngành chuyên ngành của đại úy là một trong những sĩ quan gọi là tiếp vận, một trong những sĩ quan tiếp vận. Thế thì bây giờ cái đơn vị của đại úy bây giờ ở đâu? Dạ, đơn vị hiện hiện đóng ở Camp Pendleton. Camp Pendleton. Dạ, đơn vị chuyên về ocean logistics chứ không phải là mình nói vận tải thì nghe tưởng người ta tưởng vị tiếp trí vận, tiếp, yeah, vận. Tiếp vận thì mình tưởng chỉ có ấy chỉ có trên đất thôi, nhưng mà logistics thì nó bao gồm nhiều nhiều yểm trợ nhiều lắm. Thì có owners, có vận tải, rồi có procurement, rồi có contracting này nọ. Nhưng mà tụi Hiền thì tùy theo mình vô đơn vị nào. Đơn vị của Hiền là bên nó gọi là surface transportation, có nghĩa là, nhưng mà tụi Hiền làm ocean logistics nhiều. Oh yeah, yeah. Ngoài biển ha. Yeah, ocean logistics. Hàng hải. Yeah, yeah. Hàng hải. Thì tụi Hiền làm việc với hải quân, với lại với gọi là navy, mà navy chuyên vận. Yeah. Xin hỏi đại úy câu hỏi này mà chắc lẽ tôi hy vọng rằng là tôi không có đi ra ngoài quá xa. Chắc quý vị biết ở tại Charlottesville, một trong những cái sự kiện rất đau lòng xảy ra mà gây ra nhiều cái sự gọi là công kích từ mọi phía. Thế với cương vị một người Mỹ gốc Việt ở một sĩ quan trưởng phòng như vậy, thế những người thuộc cấp họ có coi đại úy khác với những người mà bản xứ ở đây không? Dạ, thì nói luôn là một cái career track của một sĩ quan á, thì mới ra trường thiếu úy thì mình giữ trung đội, và xong lên trung úy đại úy mình giữ đại đội. Thì trong lúc mình giữ trung đội hay đại đội á, là thời gian đó mình học rất nhiều kinh nghiệm về lãnh đạo. Thì lúc đó mình có trên của mình có một ông tiểu đoàn trưởng làm chung với mình á, thì có một mấy anh hạ sĩ quan trung sĩ nhất này nọ. Mấy người đó, những người đó là những người đã đi có thâm niên cao hơn, họ có thể giúp đỡ mình trong vấn đề lãnh đạo, hoặc là các technical expertise. Cho nên by the time mà mình hiện mà giữ chuyển qua bên phòng 4 của lữ đoàn thì kinh nghiệm của mình này nọ, rồi và với tư cách lãnh đạo của mình, với kinh nghiệm lãnh đạo của mình thì có nhiều để cho lính nó nể mình. Cái quan trọng mà một người sĩ quan cần nên để ý là từ lúc đầu, từ anh thiếu úy trung úy thì nên lắng nghe hạ sĩ quan, tại mình thiếu kinh nghiệm, hạ sĩ quan mình có kinh nghiệm thì mình nên lắng nghe họ, thì mình học hỏi và mình trao dồi thêm cái lãnh đạo kinh nghiệm lãnh đạo của mình. Thế thưa đại úy, chắc đại úy lớn lên cũng giống như gia đình đại úy đã sống trong một cái thời gian dài của chiến tranh Việt Nam. Mà chắc là chúng tôi phải cần vài giây phút quảng cáo để chúng tôi sẽ lại với quý vị với đại úy Hiền Dom, một trong những vị sĩ quan của lục quân Hoa Kỳ, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.